Xin chào toàn thể các bác nhá. Em này vừa về được một mẫu xe Toyota Fortuner. Con này 2012, nó là form mới nha các bác nhé. Số tự động, form mới. Màu bạc biển Hải Dương. Đấy, con này thì em đang bán 495 triệu các bác nhé. Đấy, bác nào mà thích cái dòng Toyota ăn chắc mặc bền thì mà gầm cao như dòng Fortuner này thì lấy cái con Fortuner này mà chạy này rất là hợp lý luôn này. Và với cái bản 2012 này thì nó chỉ có một cầu thôi, vì vậy là nó tiết kiệm xăng hơn cái bản hai cầu các bác nhé. Đấy, chạy cầu sau thì nó cũng có tương đối khỏe rồi. Thực chất là bây giờ nó toàn đường bằng ấy mà, nên là vì vậy chạy một cầu là nó vừa tiết kiệm nhiên liệu là cũng thoải mái rồi. Biển Hải Dương và con này nó form mới, màu bạc rất là đẹp. Với cái giá tiền chưa đến 500 triệu thì một cái mức giá rất là hợp lý luôn. Đấy, để em quay cho các bác chi tiết này. Xe rất là đẹp nhé. Các bác mẫu xe này về thì về sẵn sử dụng thôi. Đấy, gầm bệ chạy cầu sau là khỏe, nhưng đối với những dòng xe chạy cầu sau nó cứng cáp, nó chắc xe cực kỳ luôn. Đấy, mà Fortuner từ trước giờ nó vẫn là dòng xe, nói chung là của Toyota nó dòng xe phổ thông, nhưng mà nó là cái dòng xe được thiết kế form dáng đẹp và chạy chất luôn nha các bác nhé. Đấy, sơn xi sạch sẽ, về không phải làm gì đâu, bốn quả lốp thì đều. Đấy, là răng đúc, bốn phanh đĩa ABS bậc lên xuống đầy đủ hết rồi. Xe này khá là đẹp luôn đấy các bác nhé. Xe đang có mặt tại cửa hàng em tại salon ô tô số 1 Kinh Môn rồi. Đấy, nốp náp dày cực kỳ luôn. Các bác nhìn này, em quay qua chi tiết. Đây là cái pha đèn, nó là pha đèn của từ 2015-2016 hết rồi. Đấy, pha đèn form mới rồi các bác nhé. Đèn mắt hơi liếc rồi chứ không phải là phần đèn ngang như 2010 đâu. Đấy, đèn bi, đèn gầm rất sáng. Fortuner thì chạy nó rất là chắc xe rồi. Nhưng mà về thì con này các bác chỉ việc đổ xăng hoặc là chạy thôi, chả phải là làm gì đâu. Đấy, em quay cho các bác chi tiết hết. Tích hợp xi nhan gương này, đầy đủ hết này. Đăng kiểm thì khám đến tháng 3 năm 2022. Đấy, bây giờ nó vẫn là đăng kiểm 1 năm, đời 2012 mà. Giá chưa đến 500, 495 triệu lấy số cho nó đẹp các bác nhé. Đấy, ghế da zin theo xe, máy zin. Đấy, vô lăng tích hợp, số tự động, một cầu, có màn hình, camera lùi đầy đủ hết rồi. Đấy, Fortuner thì thực chất là những dòng xe này thì cũng không cần phải giới thiệu nhiều cho các bác về các chức năng. Đấy, bởi vì là dòng này thì nó là quá phổ thông rồi, nên các bác nào mà đã từng chạy hoặc là tìm hiểu về dòng Fortuner thì hoặc là Toyota thì các bác biết rồi. Đấy, bản này thì nó có ghế điện rất đầy đủ hết. Gương kính chỉnh điện, ghế điện, máy gầm chất các bác nhé, gầm cao. Fortuner thì là đẹp những cái đoạn là nó ăn chắc mặc bền, nhưng mà với cái dòng xe này thì các bác chạy về cái vấn đề là chi phí sửa chữa của nó thì nó là cực thấp. Đấy, xe còn zin lắm, bởi vì là xe nó là người ta chạy, người ta tương đối giữ gìn ở cái mẫu xe này. Nó thật mà dòng Toyota này chạy thì nó có mấy khi nó hỏng vặt đâu. Đấy, à con này em xin lỗi là nó chưa lên màn hình nhé, đầu đài nó đầu đài nguyên bản. Đấy, các bác có muốn độ màn hình thì em sẽ độ màn hình cho, bởi vì cái màn hình nó cũng rất là rẻ thôi. Em sẽ độ thêm màn hình cho các bác nếu bác nào có nhu cầu, có thiện chí về cái mẫu Fortuner này. Bản này thì nó cũng được trang bị hai túi khí an toàn. Đấy, dàn điều hòa sau thì nó đầy đủ hết rồi. Ghế da zin theo xe. Đấy, 495 triệu nha các bác nhé. 495 triệu cho cái mẫu xe này. Đấy, cái biển số thì em cầm một con xe khác về để rút hồ sơ, mới em đi cầm về đấy. Đâu thì xe thì khá là đẹp, sẵn sử dụng thôi. Keo chỉ zin, xe không đâm vàng cặp nước gì cả. Máy zin luôn các bác nhé. Đây là hàng ghế phía sau này. Nếu các bác đi 5 người thì có thể gập cái hàng ghế phía sau này treo lên để mình để một cái khoang hành lý đằng sau rất là rộng rãi luôn. Đấy, tất cả các ốc ác, bình tán, các thứ là còn nguyên xi hết. Đời 2012, đời cao rồi. Xe vì vậy là các bác mua những dòng xe này chạy yên tâm. Nhưng mà vòng dòng xe này các bác mua về là chạy hoàn toàn là yên tâm rồi. Đấy, đời cao xe đẹp, máy gầm chất. Một của Toyota thì nó là lành máy và bền bỉ rồi. Đấy, tất cả những chi tiết thì em quay cho các bác từ ngóc ngách, cánh cửa, rồi là keo chỉ, rồi là táp nô, táp ni đầy đủ hết. Xe thì xe đẹp, sẵn đi, không phải làm gì. Đấy, hàng ghế phía trước, hàng ghế phía sau sạch sẽ, bởi vì con này em đã dọn nội thất chứ các thứ hết rồi. Hai túi khí này, túi khí cho người ngồi bên lái và bên phụ đầy đủ hết. Mọi chức năng của xe này còn hoạt động tốt các bác nhé.
Xe thì về thì đã được bên em dọn nội thất này, sơn tỉa, đánh bóng trước đầy đủ hết rồi. Đấy, vì vậy là các bác mua về là cũng yên tâm, bởi khi bên em mua về thì đã kiểm tra cho các bác rất là kỹ rồi. Đấy. Em để nổ máy cho các bác xem. Máy của Toyota thì nó nổ cực êm. Riêng dòng Toyota là máy nổ cực êm luôn. Nổi tiếng là máy nổ êm mà máy nó bền. Cho các bác xem phần khoang máy để nghe khoang máy luôn. À, những cái chi tiết của xe thì nó đẹp. Với cái dòng Toyota nhìn máy nhìn ra sướng vì độ chắc chắn, bền bỉ. Đấy, máy nổ các bác thấy chưa? Máy nổ rất là êm. Khoang máy sạch sẽ. Và đời này thì máy nó zin nhé, chạy hẳn ít máy zin các bác nhé. Đấy, đây này, lắp cabo của nó này. Đấy. Rằng bệ này. Đấy, không móc méo, không đâm va gì cả. Thì có sẵn sử dụng thôi. Với cửa tiền 495 triệu đã bao gồm phí rút hồ sơ cho các bác trên toàn quốc này. Quá là hợp lý rồi. Các bác mua không mua ở chỗ nào giá hợp lý salon bên em được. Bởi bên em salon ở đây thì cái chi phí sửa chữa nó thấp. À, chi phí bảo cửa hàng nó thấp thì em bán giá cho các bác là giá êm được. Đấy. Và đặc biệt bác nào có nhu cầu cần bán dòng ô tô cũ thì bảo em nhé, em sẽ đến tận nơi mua cho các bác giá tốt nhất luôn. Đấy, vừa rồi thì có quay cho các bác về tổng thành chi tiết về cái mẫu xe Toyota Fortuner form mới đời 2012 với cái giá tiền bên em đang bán là 495 triệu. Đấy, bác nào quan tâm đến cái mẫu xe này thì alo cho em Dương. Số điện thoại của em là 0829777777 coi nhé. Và đặc biệt là em cần mua những dòng ô tô cũ, vì vậy bác nào có bán thì alo cho em nhé.